Ngày xưa, ở ngôi làng kia có hai người lái buôn nọ. Tuy buôn bán đã lâu, nhưng họ cũng chưa có của nã gì. Jack, anh nói sao? Chúng ta sẽ tới Matara mua đồ về bán ư? Đúng thế, anh sơ ạ. Từ trước tới nay, chúng ta chỉ buôn bán quanh vùng, cùng lắm là lên thị trấn, chưa đi xa chuyến nào. Tôi nghe nói, đồ ở Matara đẹp và rẻ lắm. Ở đó cũng có đồ tôi đang bán ư? Tất nhiên rồi, ở đó có mọi thứ. Anh thì buôn dép, tôi thì buôn mũ. Những thứ đó ở đấy đẹp không đâu sánh bằng. Vậy thì đi. Để tiết kiệm chi phí, chúng ta sẽ đi chung một xe ngựa nha. Được, đi chung một xe ngựa cho yên tâm. Chúng ta đều không thạo đường mà, có gì còn dựa vào nhau. Vậy 3 ngày nữa chúng ta lên đường nha. Tôi còn muốn đi sớm hơn ấy chứ. Nếu chuyến này thành công, chúng ta sẽ giàu to. Thôi đừng có nóng vội thế ông bạn. Chúng ta cũng nên chuẩn bị cho kỹ càng. Đường tới đó cũng phải đi qua một sa mạc rất rộng lớn đấy. Khi nào anh mỏi thì để tôi đánh xe thay cho nhé. Yên tâm, tôi từng đánh xe ngựa 2 ngày 2 đêm liền mà không mệt mỏi cơ. Không hiểu chúng ta còn quên thứ đồ gì chưa mang theo không nhỉ? Chúng ta mang quá đầy đủ rồi. Nào là phái bạc dựng lều, nào là chăn, nào là quần áo và đồ ăn cho 7 ngày. Anh Jack, anh có chắc là sau 6 ngày nữa chúng ta sẽ tới được nơi có người dân sinh sống để mua thêm đồ ăn cho chuyến đi hay không? Được chứ, chúng ta sẽ mất khoảng 5 ngày đi trên sa mạc, thêm 1 ngày nữa băng qua khu rừng phía Tây là tới được nơi có thể mua thêm đồ ăn phục vụ cho chuyến đi rồi. Phải mất 5 ngày mới vượt qua được sa mạc ư? Tôi đã nói với anh là sa mạc rất rộng mà. Này Hanser, chúng ta đã đi suốt 3 ngày trên sa mạc rồi, anh có thấy mệt không? Tôi thấy khá mệt rồi đấy, chúng ta nên dừng chân, dựng một chiếc lều để ngủ ở đây đi. Đêm nào cũng ngủ trên xe ngựa mỏi lắm. Được thôi. Buồn ngủ quá, tôi vào lều đi ngủ trước đây. Anh cũng nghỉ sớm đi. Tôi cũng kiếm chỗ nào đi vệ sinh rồi đi ngủ. Sáng mai chúng ta còn phải lên đường sớm. Đằng kia có thứ gì phát sáng thế nhỉ? Thử lại xem nó là cái gì. Lạ thật đấy, giữa sa mạc thì đâu thể có ánh đèn chứ. Trời ơi, một thỏi vàng. Ôi chao, có lẽ chưa từng có ai nhìn thấy nó. Cũng có thể nó bị cát chôn vùi từ lâu. Một cơn bão nào đó đã làm cho nó lộ ra chăng? Mình giàu to rồi. Mình không thể để Jack biết chuyện này. Thỏi vàng này phải là của một mình. Mình sẽ kéo nó lên và tìm cách giấu đi. Ôi chao, thỏi vàng to quá. Nó cắm sâu dưới lòng đất, không làm sao mà kéo lên được. Có thỏi vàng này, mình không cần phải làm gì cũng sống sung sướng đến hết đời. Hanser, anh đang làm gì thế? Ôi, là một thỏi vàng khổng lồ. Jack, anh ra đây từ khi nào thế hả? Tôi không thấy anh vào lều, sợ anh bị lạc nên ra đây tìm anh. Vậy là chúng ta đã tìm thấy một thỏi vàng phải không? Ồ, là tôi đã tìm thấy nó, không phải là chúng ta. Anh nói gì thế, tôi cũng nhìn thấy nó mà. Nhưng tôi đã nhìn thấy nó trước, nó là của tôi. Này, nếu như tôi không rủ anh đi buôn chuyến này, thì liệu anh có vớ được thỏi vàng này không? Nhưng tôi là người tìm ra thỏi vàng, nó phải thuộc về tôi. Thôi được rồi, anh thấy đấy, một mình anh cũng không thể kéo được thỏi vàng này lên đâu. Hãy chia nó cho tôi. Anh xem, thỏi vàng cắm sâu dưới lòng đất, một mình anh không thể bới nó lên và khiêng nó về được. Tôi và anh sẽ hợp sức kéo nó lên rồi chia đôi, thế chẳng phải vẹn cả đôi đường ư? Thôi được rồi, vậy chúng ta cùng chia đôi. Có thế chứ. Mau cùng tôi bới cát để kéo nó lên đi. Không ngờ nó lại to đến thế. Chúng ta giàu to rồi. Tôi sẽ không cần phải tới Matara buôn dép nữa. Tôi cũng không cần phải tới Matara buôn mũ nữa. Số vàng này chúng ta tha hồ mà sống sung sướng cả đời. Nó vẫn còn rất sâu, chúng ta không thể dùng tay mà bới được.
Lẽ ra chúng ta nên mang theo một chiếc cuốc mới phải. Anh làm sao thế? Đi buôn thì ai nghĩ tới chuyện mang theo cuốc cơ chứ? Phải làm thế nào bây giờ? Giữa sa mạc rộng lớn thế này, chúng ta chẳng thể kiếm đâu ra vật dụng gì có thể đào thỏi vàng này lên được cả. Đúng thế. Hơn nữa, nếu có đào được nó lên thì con ngựa kia của chúng ta cũng không thể kéo nổi thỏi vàng khổng lồ này về được. Vậy làm cách nào đây? Một trong hai chúng ta buộc phải quay trở về làng để lấy dụng cụ đào và mang theo một con ngựa nữa tới đây để kéo vàng. Còn một người sẽ ở lại đây để trông chừng thỏi vàng phải không? Đúng thế. Nhưng ai là người quay về làng, còn ai là người ở lại canh chừng mới được cơ chứ? Anh hãy quay về, còn tôi ở lại đây trông vàng. Nhỡ đâu khi mình quay về làng, Jack sẽ tìm cách nào đó lấy mất thỏi vàng đi thì sao? Jack, tại sao tôi lại là người phải trở về chứ? Tôi là người đã tìm ra thỏi vàng còn gì. Anh sợ tôi sẽ lấy mất thỏi vàng ư? Anh nhìn xem, nếu không có ai hỗ trợ, làm sao tôi có thể lấy nó đi được? Nhỡ đâu anh tìm được một người nào đó giúp thì sao? Tôi sẽ là người ở lại trong thỏi vàng, còn anh trở lại làng. Thôi được, tôi sẽ về làng lấy dụng cụ đào đất và mang thêm một con ngựa tới đây, còn anh ở lại canh chừng. Được, quãng đường anh đi về và quay lại đây, nhưng nhanh cũng phải mất 4 ngày. Vậy thì hãy để đồ ăn ở lại đây cho tôi. Có thể ngày cuối cùng tôi sẽ phải nhịn đói, nhưng không sao, tôi chịu được. Vậy tôi sẽ lên đường ngay trong đêm nay cho kịp. Anh hãy trông giữ thỏi vàng cho thật cẩn thận đấy. Còn tôi sẽ kéo chiếc lều của chúng ta lại gần đây để che thỏi vàng này. Mình đã nhịn đói 2 ngày rồi, sao Jack vẫn chưa quay trở lại nhỉ? Để ra giờ này anh ta phải có mặt ở đây rồi chứ. Ai thế nhỉ? Phải chăng là Jack đã quay lại? Chào anh bạn, anh bị lạc giữa sa mạc phải không? Hãy lên ngựa, tôi đưa anh ra khỏi đây. Thôi chết, phải tìm cách đuổi gã thổ dân đi thôi. Nhỡ đâu gã ấy nhìn thấy khói vàng trong lều thì gây. Ồ không, tôi quá rành sa mạc này. Tôi chỉ muốn thử cảm giác được sống giữa sa mạc vài ngày mà thôi. Anh hãy đi đi, không cần phải lo cho tôi. Có thật là anh không cần sự giúp đỡ của tôi chứ? Tôi không cần, anh mau đi đi. Nhưng trên sa mạc này nhiều linh cẩu lắm đấy, chúng có thể ăn thịt anh đấy. Tôi đã ở đây vài ngày rồi mà chẳng thấy con linh cẩu nào cả. Vậy là anh không cần tôi giúp phải không? Đã nói là không cần mà. Anh đi đi, tôi cảm thấy mình bị làm phiền khi có người khác cứ quẩn quanh ở đây đó. Ồ, vậy thì xin tạm biệt, chúc anh may mắn. Mệt quá, mình kiệt sức rồi. Sao Jack có thể lâu như vậy chứ? Hay là anh ta lạc đường rồi? Lương thực đã hết 2 ngày nay rồi, nước uống cũng chẳng còn nữa. Nếu Jack không đến kịp, chắc mình chết mất. Thôi chết, có phải tiếng những con linh cẩu đó không? Hóa ra người thổ dân đó nói đúng. Jack, anh đã quay lại đi. Cứu tôi với. Tôi không còn đủ sức ngồi dậy nữa rồi. Hanser, tôi phải lấy thỏi vàng đi đi. Nó sẽ thuộc về một mình tôi thôi. Không, Jack, anh thật là tham lam. Hãy cứu tôi. Tôi đã quay lại đây từ vài ngày trước cơ, nhưng tôi phải đứng từ xa cất công chờ cho anh kiệt sức mới xuất hiện. Anh nghĩ là tôi sẽ cứu anh để phải chia đôi thỏi vàng kia ư? Tôi đâu có ngu. Anh nằm đó chờ chết đi. Anh đúng là đồ tồi. Giờ thì thỏi vàng kia là của riêng mình. Mình sẽ trở thành người giàu có nhất vùng.
mau đào nó lên và mang về nhà thôi. Mình đã đưa đủ dụng cụ và cả ngựa tới rồi. Vậy là ta đã đào được nó lên rồi. Thỏi vàng này đã thuộc về ta rồi. Cảm ơn anh đã đào thỏi vàng lên cho tôi. Nó phải là của tôi. Mày ở đâu ra thế? Tôi chỉ lang thang qua đây thôi. Tôi đã may mắn nhìn thấy anh bạn của anh canh giữ vàng. Tôi cứ quẩn quanh ở đây cho tới khi thời cơ tới. Vậy là tôi đã chờ được. Ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện đâu. Thỏi vàng này sẽ là của ta. Của ta. Không còn xe ngựa, người thổ dân không biết làm cách nào để mang thỏi vàng đi. Anh ta cứ ở đó canh giữ suốt nhiều ngày. Cuối cùng, khi một cơn bão cát sa mạc ập tới, anh ta đã không còn sức lực để chạy và bị cát chôn vùi cùng với thỏi vàng. Khi lòng tham làm lu mờ cả nhân cách, thì con người ta có thể phải trả một cái giá rất đắt. Dấu phẩy. Chuyện xảy ra đã nhiều năm về trước, tại một thị trấn nhỏ của nước Pháp xinh đẹp. Chào con trai yêu dấu, mắt con to thật đấy, xinh biết giống mẹ. Còn tóc thì xoăn lọn vàng giống y như bố. Bố mẹ đang cùng nghĩ cho con một cái tên thật ấn tượng đấy. Anh Pôi, em nghĩ mãi mà vẫn đang lưỡng lự giữa mấy cái tên, chưa biết chọn tên nào. Nên gọi thằng bé là Rambo, Charlie, Cantona hay Vigile nhỉ? Tên nào cũng hay cả. Nhìn con chúng ta đẹp trai, lãng tử thế này, anh nghĩ sau này nó sẽ có thiên hướng nghệ thuật đấy. Mình quyết chọn cái tên Vigo đi. Vigo là tên một trong những nhà thơ cổ đại tiếng tăm nhất nước Pháp đó. Em cũng đang nghiêng về cái tên đó. Vigile vừa lãng mạn nhưng không kém phần mạnh mẽ. Vậy quyết định luôn đi, ngày mai anh hãy đi khai sinh cho con nhé. Tuyệt lắm, càng đọc lên càng thấy hay. Vigo, Vigo của bố mẹ. Em yên tâm đi, anh sẽ đi khai sinh cho con thật sớm. Cảm giác lần đầu được làm cha, tự tay đi khai sinh cho con thì ra lại thế này. Vừa hồi hộp, vừa lâng lâng, vừa sướng khó tả. Sao tay mình run thế nhỉ? Cầm bút không nổi nữa. Ai đến đây khai sinh cho con hầu như cũng như anh cả. Vui quá nên run đấy. Chúc mừng ông bố trẻ nhé. Cảm ơn cô nhé. Đúng là tôi đang hồi hộp quá. Anh hãy kiểm tra thật chính xác thông tin cá nhân của cháu bé để tránh nhầm lẫn nhé. Một khi chúng tôi đã cập nhật dữ liệu và số dân sự rồi thì không thể sửa lại được nữa đâu. Vâng, tôi hiểu. Tôi sẽ kiểm tra thật kỹ càng. Xem nào, họ và tên đầy đủ là Virgo Poi. Virgo là V-I-R-G-U-L-E. Vậy là xong rồi. Mình đã điền đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân của bố mẹ rồi. Con trai, từ hôm nay con đã chính thức là một công dân của nước Pháp. Của anh xong rồi đây. Tờ giấy khai sinh này sẽ theo cháu suốt đời. Bố mẹ giữ cho con thật kỹ nhé. Trường hợp mất mát sẽ rất khó xử lý đấy ạ. Cảm ơn cô, chúng tôi nhất định sẽ cẩn thận. Trời, mình nhầm một chữ cái rồi. Via, sao lại là Virgo? Nhầm thật rồi. Cái gì thế này? Đang từ Vigile, nhà thơ tiếng tăm, lại thành Vigule là sao? Virgo nghĩ là dấu phẩy trong câu văn đó em. Vì quá xúc động khi ghi tên con vào sổ đăng ký, anh đã viết nhầm chữ Virgo thành ra là V-I-R-G-U-L-E. Họ nói là không thể thay đổi được nữa vì đã ghi vào sổ dân sự rồi. Biết làm sao được nữa. Vigule có nghĩa là dấu phẩy. Cái tên này sẽ theo con cả đời ư? Chỉ sẽ có một chữ cái I thành U thôi. Vậy mà giờ con lại phải mang cái tên có nghĩa là dấu phẩy cả đời. Bố xin lỗi nhé, Vigo. Nhiều năm sau. Đã muộn rồi, sao con vẫn chưa đi làm về nhỉ? Bánh mì nướng và thịt bò nguội cả rồi. Mới có 8 giờ mà. Chắc thằng bé tăng ca, hoặc là nó
tới nhà con bé Sophie chơi chăng? Anh đang nghĩ gì thế? Đến nhà con bé Sophie chơi á? Sophie nó còn không biết có hàng xóm là thằng bé đâu. Chỉ có con trai chúng ta thầm để ý nó thôi. Em này hay thật, sao lại cười con trai mình thế? Em nói đúng mà, con trai anh từ khi đi học đã nhát gan nhất lớp rồi, huống chi là chuyện tình cảm. Em biết nó thích con bé Sophie từ hồi đại học rồi. Mà chỉ cần Sophie nó đi ngang qua cổng là mặt mũi thằng Vigule xanh lét, mồ hôi túa ra đầm đìa, không ai đuổi mà chạy rầm rầm, ngã chổng ở cầu thang luôn. Em cứ nói quá lời, con trai anh làm gì đến nỗi đó? Sophie, ôi đúng là Sophie. Tình yêu của em đúng là anh rồi. Chính bức thư em gửi cho anh, chả lẽ anh không nhận được bức nào? Sao chẳng đáp lại em một lời hồi âm? Tình yêu ơi, đi chậm lại nào, em muốn nhìn thấy anh gần hơn một chút. Sophie, sao cứ nhìn thấy nàng là mình không thể tự chủ được nữa? Vigu ơi là Vigu, chán mày quá, chán mày quá. Sophie ơi, khi người ta yêu sẽ có hai loại người: những người dám thổ lộ và những người không dám. Dù anh là loại thứ hai, nhưng trọn đời này anh sẽ luôn yêu Sophie bằng cả trái tim mình, dẫu chỉ là đơn phương. Chào cậu Vigule, chúc ngày mới tốt lành nhé. Đến sớm thế, chưa đến ca làm việc của cậu mà. Đúng là nhân viên gương mẫu nhất bưu điện có khác. Dạ, hôm nay lịch trực sáng của em nên đến sớm một chút. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Chà, nhiều lá thư lỗi không để địa chỉ người nhận, hoặc là địa chỉ không may bị nhòe quá. Xử lý hết đống này chắc hôm nay lại phải tăng ca nữa. Hôm trước lại còn bị hỏng xe nữa chứ. Chẳng lẽ thả bộ về trong đêm? Ráng nhanh lên mới được. Thật buồn khi mình luôn cười nói, cố gắng bắt chuyện với anh ấy, viết thư cho anh ấy mà chẳng nhận lại được gì. Lẽ nào anh ấy không có chút rung động nào với mình? Hôm nay mình sẽ gửi bức điện thứ 10 cho anh ấy. Nếu vẫn không có hồi đáp gì thì có lẽ phải từ bỏ thôi. Nhưng mình vẫn hy vọng, hy vọng lần này sẽ nhận được mũi tên của thần tình yêu. Sophie, đúng là Sophie rồi. Lần này mình không còn đường nào tháo chạy nữa. Bưu điện chỉ còn mình trực. Chắc là cô ấy đến gửi thư. Làm thế nào bây giờ? Hay là giả điếc? Hay là cứ chạy? Không ổn, một nhân viên bưu điện sao có thể bị điếc hay bỏ dở ca trực chứ? Làm như vậy mình sẽ bị mất việc như chơi. Chết mình mất, tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi. Bình tĩnh lại nào, bình tĩnh lại nào Vigo. Tôi muốn gửi một bức điện. Xin cô vui lòng đọc nội dung. Em yêu anh Vigule, nghĩa là dấu phẩy. Em thương anh Vigule. Em rất muốn anh nói với em rằng anh cũng yêu em. Cô hãy nhắc lại đi. Em yêu anh Vigule, nghĩa là dấu phẩy. Em thương anh Vigule. Em rất muốn anh nói với em rằng anh cũng rất yêu em. Nhắc lại một lần nữa cô nhé. Em yêu anh Vigule, nghĩa là dấu phẩy. Em thương anh Vigule. Nhưng sao anh bắt tôi nhắc lại nhiều vậy? Trời ơi, hóa ra Sophie yêu mình ư? Vậy mà bấy lâu nay mình không biết cô ấy đã dám nói ra điều này. Tại sao mình lại không dám ngỏ lời với Sophie chứ? Anh Vigo cũng yêu em, Sophie à. Anh yêu em. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi mà không dám mở lời. Anh là Vigo Lê ư? Nhưng mà đôi mắt của anh ấy mới tuyệt làm sao? Khi nghe anh ấy ngỏ lời, sao tim mình lại đập nhanh đến thế chứ? Em xem, anh đã nói mà, con trai anh sao có thể nhút nhát mãi được. Thằng bé đã làm được rồi, Vigo của chúng ta đã làm được rồi. Kia là Vigo Lê, con trai của tôi sao? Thật không thể tin vào mắt mình. Sophie, thật may vì ngày đó anh đã hiểu lầm bức điện thư em đọc. Em đã đọc dấu phẩy, nhưng anh lại tưởng em đang nói tên của anh đúng không? Nhờ thế mà anh có dũng khí tỏ tình với em. Nhờ thế mà em tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Giờ thì em có thể nói thật to, em yêu anh Vigule.
Một chuyện tình đẹp bắt đầu như thế. Số phận rất kỳ diệu. Chỉ một chữ đôi khi thay đổi cả câu, và một câu có thể thay đổi cả một đời. Nếu Vigile tên là Vigile, một nhà thơ lớn, thì có lẽ anh mãi chẳng dám tỏ tình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.